rồi đây cái điểm câu gần dấu cầu Mỹ Lợi này, thấy không? Đó, đây là cầu Mỹ Lợi nè. Đi đó người đi vô chỗ đường chỗ Phà Cũ á, rồi xong quẹo vô đường Phà Cũ. Nó có cái nhà Tổ Yến màu nâu thấy không? Nhà Tổ Yến màu nâu nè. Đó, đi cặp cái nhà Tổ Yến nó sẽ vô trong cái chỗ đất trống này. À, đây có chiếc xe cẩu nè. Đó, đây là bãi cầu cũng khá rộng. Đó, rất đẹp luôn nha. Đó, cầu cũng khá lý tưởng á. Ai có muốn câu thì ở đây câu cũng được, đó đây cũng rộng, nó dài tới nó câu thấy mà. Đây cá mè rồi cũng nhiều nữa, hồi này có cá mè nha mọi người, ai muốn câu thì cứ ra đây mà câu. Mình cũng đang xuống cần, mới xuống cần câu thử, cũng khá im, không? Tôi núp nữa, chiếc xe này nói chung cũng mát nè, núp. Cầu Mỹ Lợi nha mọi người. Nước này thì nó còn ương, nó mới bắt đầu chuyển qua dông, cá nó cũng chậm ăn. Hôm nay nó rảnh mình đi câu giải trí rồi chơi. Cá thì nó cũng nước này thì chậm ăn lắm nha mọi người. Mình đi để canh cái con nước. Câu nó mới ngon nha mọi người. Mình đang chỗ này mình câu cá nha mọi người. Mình đang câu thì gặp ba ông chú câu thủ ra đây ngồi rê cá mương rổ nha mọi người. Ba ông chú câu thủ đang rê cá mương rổ quăng liên tục. Chỉ cần da mình nhìn là mình biết cách làm phao này nọ rồi là rê mốt mình bắt trước nha mọi người. Mình rê mình câu cá mương rổ thử á, rê cái này cũng như cá lóc rồi đó, dục quăng liên tục xong kéo vô liên tục luôn nha mọi người. Đây thì trời giờ này cũng trưa rồi, khoảng 11 giờ mấy cũng khá là nắng nha mọi người. Câu cái này thì phải chịu nắng này, câu rê liên tục. Ở cái điểm này thì cũng khá rộng và đẹp nha mọi người. Ai muốn câu cá thì muốn thì mình chỉ đơn giản vậy đó. Nếu mà ai mà muốn biết đường ra rõ thì những cái nhắn tin vô YouTube của mình sẽ hướng dẫn đường vô nha mọi người.